bảng giá xe Sirius mới nhất tháng 9 năm 2023. Trong tháng 9 năm 2023, dòng xe Sirius vẫn tiếp tục bán ra thị trường với 3 phiên bản gồm Sirius phanh cơ, Sirius phanh đĩa và Sirius RC phanh đúc, đi kèm với nhiều tùy chọn màu sắc tương ứng khác nhau. So với tháng 8 năm 2023, giá niêm yết của các mẫu xe Yamaha Sirius trong tháng 9 này không có sự thay đổi mới nào. Cụ thể, Sirius phanh cơ có giá bán 18.949.000 đồng, Sirius phanh đĩa có giá bán 20.913.000 đồng và Sirius RC phanh đúc có giá bán 21.895.000 đồng. Sirius là một trong số các dòng xe thuộc phân khúc xe số của Yamaha được nhiều khách hàng ưa chuộng, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, đa dạng màu sắc, trẻ trung mang tính tiện lợi cao mang lại cho người dùng sự thoải mái khi di chuyển. Tuy có giá thành rẻ nhưng dòng xe này lại được trang bị khối động cơ vô cùng mạnh mẽ, khả năng vận hành vượt trội và khả năng tiết kiệm xăng hiệu quả. Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe Sirius trong tháng 9 năm 2023 vẫn bình ổn. Hiện, giá bán thực tế và mức giá niêm yết không có sự chênh lệch, với giá bán cao nhất được ghi nhận đối với Yamaha Sirius bản LC vành đúc. Bảng giá xe Sirius mới nhất tháng 9 năm 2023, phiên bản phanh cơ màu đỏ đen, màu xám đen và bản màu đen đều có giá niêm yết 18.949.000 đồng, giá đại lý 18.949.000 đồng. Phiên bản phanh đĩa màu xám đen, màu đỏ đen, màu đen và bản màu trắng xanh, giá niêm yết 20.913.000 đồng, giá đại lý 20.913.000 đồng. Phiên bản RC phanh đúc, màu xanh, xám, đen, màu xám ánh xanh, bạc, đen, mùa xám, vàng, đen và bản màu đen, bạc giá niêm yết 21.895.000 đồng, giá đại lý 21.895.000 đồng. Lưu ý, giá xe máy ở bảng trên chỉ mang tính chất tham khảo, đã gồm thuế VAT, nhưng chưa gồm phí bảo hiểm xe máy, thuế trước bạ và phí cấp biển số. Giá xe máy có thể thay đổi tùy thuộc theo mỗi đại lý Yamaha và mỗi khu vực bán xe. Cảm ơn mọi người đã đón xem.